Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi tại tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 đã bế mạc vào tối qua và vinh danh các tác phẩm, tác giả xuất sắc. Với 3 tác phẩm vào vòng chung khảo, Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp đạt 1 giải bạc, 1 giải đồng và 1 giải khuyến khích. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 có 81 đơn vị tham dự với 380 tác phẩm. Ban tổ chức đã trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng và 67 giải khuyến khích cho 224 tác phẩm thuộc 6 thể loại là phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp. Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp đạt giải bạc thể loại phỏng vấn với tác phẩm 38 quà giải của nhóm tác giả Trọng Hưởng, Bảo Ngọc, Thu Mười. Tác phẩm Không thể sống mòn của tác giả Thanh Bình, Hữu Tâm đạt giải đồng thể loại câu chuyện truyền thanh. Và phóng sự nhiều kỳ Trên nóng, dưới cũng phải nóng của nhóm tác giả Bảo Ngọc, Trọng Hưởng, Trường Vũ, Hồng Lê đạt giải khuyến khích. Ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao 22 giải thưởng hạng mục gồm ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng dàn, người dẫn chương trình xuất sắc. Đây cũng là năm đầu tiên hạng mục podcast được đưa vào liên hoan phát thanh để trao thưởng.